được sự cho phép của các cấp chính quyền xã Đăng Hà, công ty Vườn Xanh Tốt đã triển khai chương trình hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ cao su bằng khí ethylene cho bà con trong xã. Buổi chia sẻ hướng dẫn kỹ thuật tại nhà văn hóa thôn 5 xã Đăng Hà, có anh Vi Văn Năng là nông dân sản xuất giỏi của xã và anh Nguyễn Văn Dũng là kỹ thuật viên của công ty Vườn Xanh Tốt trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật khai thác mủ. Bà con trong khu vực xã Đăng Hà và các xã lân cận có nhu cầu tư vấn kỹ thuật hay lắp đặt thiết bị khai thác mủ cao su bằng khí của công ty Vườn Xanh Tốt, hãy liên hệ với đại lý Vạn Năng, thôn 6 xã Đăng Hà qua số điện thoại 0376 614 929 hoặc đại lý Trần Đông, thôn 4 xã Đăng Hà qua số điện thoại 0989 684 988. Nếu bà con vẫn chưa thỏa mãn với sự tư vấn hay cách làm việc của đại lý, thì hãy liên hệ trực tiếp với anh Dũng kỹ thuật viên của công ty qua số điện thoại 0368 986 353.